Theo số liệu ghi nhận từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày qua do nắng nóng nên sản lượng điện tiêu thụ của thành phố đã tăng lên rất cao. Cụ thể, cao điểm nhất là vào ngày 4 tháng 3 năm 2021 với nhiệt độ cao điểm là 36 độ C, toàn thành phố đã tiêu thụ lên đến 78 triệu kWh điện, tức tăng hơn 12% so với cùng kỳ tháng trước. Tính riêng trong những ngày đầu của tháng 3 năm 2021, các hộ gia đình đã sử dụng điện tăng từ 10 đến 20% so với ngày thường của tháng 2. Nếu duy trì với tốc độ sử dụng điện như hiện nay đó, thì cùng với thời tiết nắng nóng kéo dài đó, thì hóa đơn tiền điện tháng 3 và sẽ phát hành trong tháng 4 của quý bà con thì sẽ tăng lên từ 20 đến 30%. Thì điều này thì có thể là gây sốc cho các khách hàng. Thì tuy nhiên đây cũng là một cái quy luật hàng năm, và những ngày nắng nóng mùa khô sắp tới và đỉnh điểm thì sẽ rơi vào các tháng 4 và tháng 5. Nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng cao trong mùa nắng nóng là do người dân sử dụng nhiều các thiết bị để làm mát, và máy lạnh là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Theo các chuyên gia, tiêu thụ điện của máy lạnh chiếm từ 20 đến 60%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình. Riêng thiết bị làm lạnh mà qua thống kê thì chúng tôi thấy là cái thời gian mà và cũng như là cái sản lượng điện tiêu thụ nó cũng chiếm từ 30 đến 60% của một cái hộ gia đình. Vì vậy là thời tiết mà có nóng lên thì chắc chắn là sản lượng điện sẽ tăng. Theo đó, để trực tiếp theo dõi và so sánh chỉ số điện tiêu thụ hàng tháng của các năm hoặc lượng điện tiêu thụ hàng ngày, quý khán giả cũng mua giờ đâu tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tải ứng dụng EVN-HCMC-CSKH về thiết bị di động để trực tiếp theo dõi, tra cứu thông tin. Việc cài ứng dụng theo dõi này sẽ giúp chúng ta biết rõ lượng điện tiêu thụ để có thể điều chỉnh hợp lý. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ cảnh báo nếu lượng điện tăng cao.